Hưng Yên, một miền đất có truyền thống văn hiến lâu đời ở tả ngạn sông Hồng, thuộc trung tâm của vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, được bồi đắp phù sa màu mỡ bởi hai con sông lớn là sông Hồng và sông Luộc. Hưng Yên là một miền quê chủ phú với nhiều sản vật nổi tiếng khắp cả nước. Trong đó, tương bần là một đặc sản gia truyền mang đậm dư vị ngọt ngào của quê hương. Là người Việt Nam, chắc hẳn ai ai cũng đều biết và yêu thích món nước chấm dân dã mà thắm lượm hồn quê này. Bởi vậy mới có câu, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Làng Bần thuộc thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là một làng nghề truyền thống được nhiều người biết đến bởi sản phẩm tương bần nổi tiếng. Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, có lẽ tương là thứ nước chấm phổ biến nhất, không thể thiếu trong bữa ăn của các gia đình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bởi nó vừa dân dã, vừa dễ ăn, lại giàu chất đạm và rất đậm đà phong vị quê hương. Thực chất thì làm tương không khó, ở vùng nông thôn Bắc Bộ nào cũng có tương. Nhưng để tương trở thành đặc sản, có tiếng tăm thì không phải nơi nào cũng làm được. Do sự kết hợp của nhiều yếu tố như nguyên liệu, nguồn nước, vân vân. Đặc biệt là cách thức chế biến, nó đòi hỏi người làm tương phải có bí quyết gia truyền, được đúc kết từ quá trình lâu dài đối với từng công đoạn. Đó chính là lý do mỗi địa phương thường gắn liền với một hoặc vài sản vật đặc trưng của mình, được mọi người nhớ đến, như vải quang, húng láng, tương bần, cá rô đầm xét, sâm cầm, hồ tây. Nguyên liệu và dụng cụ để làm tương là những thứ dễ kiếm và rất đỗi gần gũi với cuộc sống thường ngày của người dân quê. Chỉ cần có gạo nếp, đỗ tương, muối và một vài dụng cụ như cối xay, chõ thổi sôi, chảo gang, nong nia, chậu, chum sành là người ta có thể chế biến được món nước chấm hấp dẫn này. Xưa kia, người làng Bần thường chọn gạo nếp ré hoặc nếp cái hoa vàng để làm tương. Như thế, tương mới có hương thơm và vị ngọt. Ngày nay, loại gạo nếp cái hoa vàng không có mấy ai trồng, nên người làng Bần thường chọn mua gạo nếp ở các chợ quê. Nhưng phải đáp ứng được một số yêu cầu, như hạt gạo sát không trắng quá, hạt phải đều và không lẫn gạo tẻ. Đỗ tương cũng vậy, phải là loại đỗ tương ré, trồng nhiều ở bãi đất ven sông vùng đồng bằng. Nhìn qua thấy hạt đỗ hơi tròn, có màu vàng, xen lẫn màu mận chín, vỏ mỏng, cùi dày. Loại đỗ tương này khi rang chín sẽ cho mùi thơm với vị bùi và béo ngậy. Còn muối làm tương cũng phải là loại muối hạt trắng tinh và phải để một thời gian cho muối chảy nước chát mới đem ra dùng. Nguyên liệu làm tương nhiều và dễ kiếm là vậy, nhưng để từ đó chế biến ra những chai tương sánh đặc, ánh nâu vàng, ngọt bùi và dậy mùi thơm thì lại không hề đơn giản. Ngoài việc chọn lựa nguyên liệu, người làm tương còn phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau như làm mốc, ủ mốc, ngả tương, đánh tương và khâu cuối cùng là khâu bảo quản tương. Mỗi khâu lại đòi hỏi ở người làm phải có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt. Bởi lẽ, nếu có bất kỳ một sai sót ở công đoạn nào đó, dù là rất nhỏ, cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của tương. Làm mốc là công đoạn đầu tiên của một quy trình làm tương. Để làm mốc
thì người ta phải ngâm gạo nếp trong nước khoảng 6 tiếng để cho hạt gạo ngấm nước và nở ra. Sau đó, người ta vớt gạo và đem đổ xôi. Nói đến việc đổ xôi, có lẽ chẳng mấy ai không biết. Nhưng thổi sao cho xôi không sống cũng không chín quá, mà phải chín tới theo yêu cầu thì không phải là dễ. Nếu xôi bị sống, mẻ tương sẽ chua. Còn xôi chín quá, tương làm ra sẽ bị đen. Vì thế, người nấu xôi phải bằng kinh nghiệm và cảm nhận bằng trực quan hoặc thử nắm xôi để kiểm tra độ dẻo, sao cho xôi vừa chín tới thì mới đạt yêu cầu. Nếu làm tương vào mùa nóng thì người ta phải phơi tãi xôi đến lúc nguội hẳn, sau đó phủ kín bằng vải màn. Bởi nếu để xôi còn nóng thì hơi nước ở cơm xôi bốc lên ngưng thành hạt và nhỏ xuống cơm xôi. Chỗ nào bị nước nhỏ xuống mốc sẽ bị đen và ảnh hưởng đến chất lượng tương. Còn vào mùa lạnh thì có thể phải ủ vải ngay khi xôi còn hơi ấm, sau đó xếp nia lên giá. Sau khi ủ từ 1 đến 2 ngày, tùy theo thời tiết, cơm xôi lên mốc trắng. Người ta tiếp tục đảo, bóp xôi và trải đều xôi mốc ra nia. Thông thường khoảng 3-4 ngày là mốc lên đều, ngả màu hoa hòe mà người làng Bần thường gọi là mốc hoa cau. Đây là loại mốc ngả tương đẹp và cho loại tương ngon nhất. Để đảm bảo ủ được mốc tương tốt, người làm tương phải tuân theo một quy trình khá khắt khe. Phải tính toán sao cho cùng một thời điểm, người làm nghề vừa có xôi lên mốc, vừa có nước đỗ tương trong. Trong khi thổi xôi, người ta cũng đồng thời rang đỗ. Trước đây, đỗ thường được rang vào chảo gang, mỗi mẻ khoảng gần chục cân và phải đảo liên tục trong một giờ đồng hồ. Rang đỗ cũng đòi hỏi kỹ thuật tốt, phải nhỏ lửa, đều tay, đỗ chín vừa tầm, không chín non và cũng không chín quá, sao cho vỏ ngoài của đỗ vẫn giữ được màu trắng, nhưng củi đỗ thì chín vàng, tỏa mùi thơm. Bởi nếu đỗ rang già quá thì củi đỗ đen và màu tương sẽ bị đen. Còn nếu tương rang non quá thì củi trắng, tương dễ bị thối. Ngày nay, người làng Bần chủ yếu rang đỗ bằng kiểu lò nướng. Mỗi lần cho vào lò từ 4 đến 5 khay, tương đương khoảng 30 kg, và để trong lò khoảng nửa giờ. Cách rang này đảm bảo đỗ chín đều và năng suất cao hơn kiểu rang bằng chảo trước đây. Sau khi đỗ rang vừa chín tới, người ta mang xay nhỏ và ngâm trong nước khoảng 7 đến 8 ngày. Đây chính là thời gian ngả nước đỗ. Sau khi có mốc hoa hòe, nước đỗ tương, người thợ bắt đầu ủ mốc. Trước tiên, mốc hoa hòe được mang ra bóp nhỏ. Sau đó, người ta vẩy nước tương trong, tức nước đỗ chưa có muối vào mốc đã bóp nhỏ và trộn đều cho đến khi người ta có thể nắm thành từng nắm, đặt cạnh mà không dính vào nhau là được. Toàn bộ mốc trộn nước tương cho vào thùng ủ kín 3 đến 4 ngày, tùy vào thời tiết nóng hay lạnh, để cho mốc ra nước mật. Kinh nghiệm của người làng Bần là trời nóng ủ thoáng, trời lạnh ủ kín để giữ nhiệt. Công
công đoạn tiếp là ngả tương. Đầu tiên, người ta cho muối vào chiếc chum đã có bột đậu, ngâm 7 ngày, 7 đêm. Tiếp đó là cho mốc đã muối vào chum và đánh tan mốc với tương đỗ và nước muối. Lượng muối cho vào được đong rất cẩn thận, bởi muối cho nhiều quá thì tương mất vị ngọt. Muối cho ít quá thì tương dễ bị chua và không để được lâu. Thông thường, để có 100 lít tương thì cần 30kg gạo nếp, 15kg đỗ tương, 15kg muối và 100 lít nước. Ngả tương xong, người thợ dùng cái trang đánh đều tương từ dưới đánh lên và phơi nắng cho đến tối thì úp nắp chum. Đặc biệt, không nên quấy tương khi nắng nóng, bởi nếu quấy tương lúc trời nắng, tương sẽ bị chua. Người ta phải đánh tương liên tục như vậy trong khoảng một tháng để hơi mốc bay hết, cái tương chìm xuống, nước cốt tương nổi lên là được. Hiện nay, người làng Bần có thể làm tương quanh năm, nhưng thời gian để ngả được mẻ tương ngon nhất vẫn là vào tháng 6 âm lịch. Thường thì sau khi chế biến xong, người ta ngâm tương khoảng 3 tháng là có thể lấy ra ăn được. Tuy nhiên, người làng Bần thường để từ 6 đến 12 tháng. Lúc ấy, cái sẽ lắng xuống, màu tương ánh nâu vàng. Khi rót ra, tương đặc sánh, dậy mùi thơm và không còn vị ngái, mà chỉ còn cảm giác bùi, béo, ngọt và hương vị đậm đà hấp dẫn. Để có loại tương như ý, người ta rất chú trọng khâu bảo quản tương. Xưa kia, người làng Bần thường bảo quản bằng cách đậy nắp tương, quanh nắp có chát bùi, tức bùn trộn rơm khô cho kín miệng, để một năm sau mới lấy ra ăn. Ngày nay, thời gian lấy tương ra ăn nhanh và liên tục, nên người dân nơi đây thường đậy kín bằng ni lông, vải và nắp chum. Một điều tối kỵ là khi múc tương, tránh để rớt nước mưa vào chum tương. Bởi vì nếu sơ suất, để chỉ cần vài giọt mưa vào thì sẽ làm thối cả chum tương. Có thể nói rằng, tương là một thứ nước chấm rất dân dã, được làm từ những nguyên liệu sẵn có ở địa phương và phổ biến tại các bữa ăn trong gia đình. Tuy nhiên, bằng những bí quyết gia truyền và kinh nghiệm được đúc kết từ bao đời nay, người làng Bần đã phát triển và nâng tầm vị thế của tương, để tương Bần trở thành thức chấm hấp dẫn, mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực truyền thống trong các bữa ăn của người Việt Nam.